Xin chào tất cả mọi người. Nay thầy Dương Văn Vĩnh Bắc giới thiệu cho mọi người đó là chiếc máy phun thuốc RX35 Uno cuốn dây với động cơ là 4 thi, sử dụng nhiên liệu là xăng và nhớt 4 thi. Và mình sẽ review qua những phần chi tiết của máy và sau đó là phần lắp đặt cũng như là sử dụng test máy. Đi kèm với máy thì gồm có những dây cần phun nước xương, dây áp lực nối và các chốt. Đây là Runo, đây là dây để phun thuốc, để em được phun thuốc. Đầu tiên chúng ta sẽ phần lắp cái phần dây hút, ta lắp vào đây. Sau đó là phần dây hồi. Tiếp đó chúng ta lắp cái phần Runo. Đây là hai cái khớp nối để lắp vào cái khung của máy. Phần vuông này lắp được không? Đây là dây mọi người lưu ý giúp mình ấy, khi lắp cái Runo này mọi người để cái phần năm cái cạnh này nó ở bên cái phần xả để lắp cái phần dây trục xoay. Khi mọi người lắp thì mọi người luồn cái dây 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 xả ra vào trong này, xuyên ra đây để lắp cái khớp nối của cái dây trục xoay này. Mọi người lắp vào ạ. Tiếp theo đó chúng ta lắp cái đầu này vào cái phần xả. Mọi người xong mọi người lấy cờ nê mọi người vặn vặn vừa tay nhá, tránh vặn mạnh quá. Ở đây nó sẽ có một cái tay cầm này dùng để quay phần Uno. Thì mọi người siết vào đây. Sau đó mình quay Uno để cuốn dây lại. Tiếp theo là mọi người lắp luôn khẩu súng phun thuốc ra vào đây. Mình sẽ hướng dẫn mọi người cách bỏ nhiên liệu. Đây là nhớt, mọi người đổ vậy là nhớt 4 thi. Mọi người lưu ý là mọi người chỉ đổ 2 phần 3 bình thôi nhá. Ở cái nắp của nhớt thì nó sẽ có một cái vạch thăm đây. Ở vạch này thì nó sẽ là đo cái vạch nhớt ở trong bình có bao nhiêu. Nếu mà mọi người đo nó còn này, nó còn đến cái vạch này thì là được. Tiếp theo là chúng ta đổ xăng. Xăng thì nó là dùng loại xăng thường, xăng xe máy. Đổ xăng nhớt xong thì trước khi khởi động máy thì chúng ta bơm bơm xăng lên. Ở đây nó sẽ có một cái núm bơm, mọi người bơm với mực nước vừa phải đầy đầy đủ chứ đừng có bơm nhiều quá là sẽ bị xăng. Khi ta đổ xong thì mình phải máy sử dụng Runo cuốn dây lên tới 50 mét, súng xịt khoảng cách là tầm 5 mét. Súng thì nó có điều chỉnh áp suất của nước. Người nhả về đây thì xương sẽ tỏa, nhưng mà người kéo ngang vậy thì
nhiều xương thua là sẽ được leo bia thả mạnh hơn. Khách hàng được mình test máy thì cảm thấy rất là hài lòng. Nếu mọi người cảm thấy máy này hay thì mọi người truy cập vào trang web maymocnghiệp.vn, địa chỉ của cửa hàng là 258 Võ Văn Đồng, thành phố Hà Nội. Rất cảm ơn mọi người đã xem video cùng mình.